Mọi người ơi, mọi người có nhìn cái chiếc váy mà Nhung đang mặc cho cái buổi live stream ngày hôm nay không ạ? Nếu như mà mọi người nhìn ấy, thì cái chiếc váy này ấy, nó chỉ là một cái chiếc váy bình thường thôi nha. Thế nhưng nếu như mà mọi người được nhìn cái chiếc váy này ngoài đời ấy, nó cũng chỉ là một chiếc váy bình thường. Nhưng mà đặc biệt là sao ạ? Chiếc váy này đang có mặt tại buổi ghi hình của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha mọi người ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một vị khách mời, đó là MC Nhung Kezi và cũng chính là bản thân em. Hy vọng là hôm nay bản thân em sẽ tìm được tình yêu cho mình. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Huỳnh Trương Tỉnh Gia. Dạ, tên nó hơi dài. Dạ. Huỳnh Trương Tỉnh Gia. Dạ đúng rồi, em năm nay 27 tuổi, blues ạ. Là 27 tuổi, mới qua 27 thôi ạ. Em sinh sống và làm việc hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng ở phòng hành chính nhân sự ở quận Tân Bình. Rồi, cảm ơn chương trình ạ. Tỉnh gia tức là gia đình yên tĩnh, bình an. Dạ đúng rồi, nhưng mà em hay vui nhộn lắm, làm cũng vui vẻ hết. Vui vẻ, vậy tên nó hơi sống mà, nó áp lực quá, vui vẻ đi em ha. Dạ vâng. Đó, nhà trai tôi vui vẻ, dễ thương, dễ mến, đẹp trai. Dạ nhưng mà 27 tuổi blues là sao chưa hiểu ạ? Dạ là em mới qua 27 á chị ơi. À tức là 27 cộng á hả? Dạ đúng rồi. Đó. Trời, em chưa muốn 28 à. Vậy không gì cũng dễ hiểu quá mà. Dạ bây giờ đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào bạn nam ở bên cạnh ạ. Em tên là Nguyễn Hồng Nhung, nickname của em là Nhung Kezi. Em năm nay em sinh năm 1996. Trước đây thì là em làm việc tại Hà Nội, nhưng mà em mới vào Sài Gòn là vào ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023. Thực ra là dự định của em thì là em ăn Tết xong với cả gia đình em sẽ vào cơ. Nhưng mà tại vì chương trình báo là đã tìm được một bạn, nó cũng khá phù hợp với cả tiêu chí em đưa ra, nên là kiểu em cũng khá là máu. Nên là em muốn nhắc nhẹ cho anh đó là em đã vì một ai đó mà em đã rất là gấp gáp như vậy đó. Nên là hy vọng là sau ngày hôm nay thì em sẽ tìm ra một cái người phù hợp với mình. Dạ. Mình mở rào thì cái là hai nhà tự nói chuyện với nhau luôn, không cần ông mai bà mối nữa. Hồng Nhung tên đẹp quá, nhưng mà Kezi là gì vậy em gái? Kezi ạ, là một cái tên vô cùng đặc biệt, và ý nghĩa của nó là em đặt bừa, tại vì bạn em đặt cho thôi chứ nó cũng không có gì. À, tức là em đặt đại vậy thôi. Vâng, em đặt đại vậy thôi chứ nó cũng không có ý nghĩa gì đâu nha mọi người. Vâng. Mình bỏ chữ Z đi, mình lấy chữ Ken thôi cho nó say. Nghe nó cũng hợp lý á. Vâng vâng. Nó say quá không? Say quá. Thôi, anh trai, ưu điểm của mình là gì? Nói cho bên Kenji biết đi. Dạ vâng, ưu điểm của em á là hiện tại là em có ba không, không nhậu nhẹt. Ba còn chứ. Không hút thuốc. À. Không rượu chè cờ bạc gì hết. Dạ thì ưu điểm của em hiện tại là luôn luôn đồng cảm với người khác, thì giống như em luôn đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác đó, trước khi mình xử lý một tình huống gì đó. Ừ, thì đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của em luôn. Tại vì mình thường đặt vô vị trí của người khác, thành ra mình thông cảm cho người khác, nên thành ra mình cứ nhẹ nhàng với họ, giống như là mình tha thứ cho họ nếu mà họ có lầm lỗi đi chăng nữa. Vậy thì thành ra lúc nào mình cũng đặt vị trí, lúc nào là mình cũng giống của người khác hết, cho nên mình cũng là tốt. Mà em đâu có gì khuyết điểm đâu, cái đó là tốt mà. Tại vì mình hay đồng cảm với người đồng khác cảm. Quá, ra mình hay cũng đừng đồng cảm quá. Dạ vâng. Nó nhiều khi cảm xúc đó, nó quyết định sai đó. Dạ. Được không? Nhưng mà không sao, cái điều đó ai cũng công nhận là tốt hết, không có khuyết điểm gì đâu. Dạ. Có cái tật xấu gì không nè? Tật xấu của em thì hiện tại là thức khuya tới tầm 1-2 giờ sáng mới dậy, tại vì tính chất công việc. Dạ tại em làm bên phòng quản lý nhân sự á. Cho nên thành ra mình điều chỉnh lại. Điều chỉnh từ lương nhân sự nào mà thức tới 1-2 giờ cho em điều chỉnh. Ủa, em cũng hơi thắc mắc. Dạ. Điều chỉnh danh sách thôi. Dạ. Điều chỉnh công rồi, rồi lương của mấy bạn hả? Vậy là tính thêm nha. Đừng có điều chỉnh lui của người ta là mệt đó mà. Dạ, vâng. Vậy là trách nhiệm đó. Dạ. Mà bạn nữ ơi. Dạ. Vâng, cho mình hỏi là bạn muốn hiện tại là bạn muốn vào Sài Gòn này mình sinh sống và lập nghiệp luôn hay sao ạ? Vâng, em sinh sống và lập nghiệp luôn ạ. Vâng. Lập nghiệp luôn ở Sài Gòn. Em làm công việc gì? Dạ em đang làm về live stream bán hàng ạ. À, vậy hả? Trời, hèn gì lanh quá trời lanh. Em bây giờ em thử em live stream quảng cáo chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Mọi người ơi, mọi người có nhìn cái chiếc váy mà Nhung đang mặc cho cái buổi live stream ngày hôm nay không ạ? Nếu như mà mọi người nhìn ấy, thì cái chiếc váy này ấy, nó chỉ là một cái chiếc váy bình thường thôi nha. Thế nhưng nếu như mà mọi người được nhìn cái chiếc váy này ngoài đời ấy, nó cũng chỉ là một chiếc váy bình thường. Nhưng mà đặc biệt là sao ạ? Chiếc váy này đang có mặt tại buổi ghi hình của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha mọi người ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một vị khách mời, đó là MC Nhung Kezi và cũng chính là bản thân em. Hy vọng là hôm nay bản thân em sẽ tìm được tình yêu cho mình. Wow.
Vậy mà không live stream bán luôn váy luôn. Cái gì luôn đó nhưng mà. Chiếc váy này hôm nay có mặt tại chương trình bảo mối hò, ai mua nhiêu mua nhiêu mua nhiêu. Giá nó là 150.000 em nghĩ là cái váy này bây giờ là sẽ bán được với mức giá khoảng đắt gấp 10 đấy chị. Em được quá. Trời em ơi, xong chương trình rồi mình live stream mình bán váy này luôn. À mọi người ơi, em chia sẻ một chút là cái váy này là em mua từ rất lâu rồi nhưng mà em chỉ mặc hai lần. Lần thứ nhất là sinh nhật của em và đó là một ngày mà em thấy nó là một ngày vui nhất trong cuộc đời em ấy. Sinh nhật gần đây nhất này. Thì hôm nay em cũng mặc chiếc váy này lần thứ hai thì em cũng hy vọng là nó cũng sẽ may mắn như là cái lần đầu tiên đó. Ưu điểm của Hồng Nhung là gì nào? Em nghĩ là em là người thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ. Và em rất là thích cái sự công bằng trong cái môi trường làm việc. Do đó thì em thấy là đang cái mà anh ấy chia sẻ về cái sự đồng cảm đó thì em thấy là khá là giống em. Nhưng mà là thời điểm trước đây, tại vì trước đây thì em cũng rất là đồng cảm với mọi người và rất là thoải mái như thế. Nhưng mà kiểu cái thời gian nó cũng gặp những cái chuyện như anh đó, là cũng kiểu mình không thoải mái xong rồi là có nhiều cái nó không ok. Không sao, cứ để cảm xúc tuôn trào đi, không ok là cái gì. Để tôi qua nhà gái có xúc động rồi, chuẩn bị rơi nước mắt. Nhớ về nha anh ơi. Nhớ về, rồi sao đây? Là cái anh ấy mà nói y hệt em trước đây mà không khóc cái gì. Nhưng mà em biết là cái này là kinh nghiệm của em thôi, cuộc sống bạn bè thì chúng ta có thể vui vẻ thoải mái với nhau nhưng mà trong công việc thì mình nên mạnh mẽ một chút thì sẽ không bị bắt nạt. Cái đặng lên như vậy. Em bị ai bắt nạt vậy? Em rất là muốn là nếu như mà có cơ hội được ở gần bạn đó thì có thể là chia sẻ thêm nhiều chút, tại vì là cái sự thay đổi của em nó cũng là không phải tự nhiên thay đổi được. Thì em cũng em nghĩ là có một cái gì đó hơi đồng cảm giữa hai người và em cũng mong muốn là đó là anh nó có thể là suy nghĩ về cái việc là mình sẽ thay đổi một chút về cái cách trong cái công việc của mình. Không tức là ý, trước sao? Đây em cũng đã từng vì nghĩ cho người khác quá nhiều, đặt mình vào các hoàn cảnh của người khác quá nhiều, cho nên là mình quên đi cái lợi ích cá nhân, quên đi cái bản thân mình đang mong muốn cái gì, nên đâm ra là từ đó nó trở thành một cái thiệt thòi cho mình, một cái tổn thương cho mình, đúng không? Ai ức hiếp nhà gái, tôi thay mặt nhà trai gửi tặng cái khăn giấy lao, đúng không? Tức là lúc mà người ta làm tổn thương mình thì là mình cũng có lúc mình cũng hơi phản kháng lại một chút. Nhưng mà tức là em cảm thấy là cái thời điểm mà em cảm thấy đã thay đổi nhiều nhất là một cái khoảnh khắc mà em có một cái suy nghĩ rất là thật, đó là khi mà người ta làm tổn thương mình thì mình hay có cái suy nghĩ là nếu như mà mình nói lại hơi mạnh một chút thì biết đâu người ta làm tổn thương mình thì sao. Hoặc là em cũng hay suy nghĩ là chắc là anh nó đang đi làm, anh nó đang kiểu đang trương đặt KPI, anh nó đang khó chịu hay là vì gì đó thôi, chứ anh nó không phải là muốn nói như vậy với mình đâu. Nhưng mà em thấy là có một cái sự thực tế, và cái này là thực tế, đó là cái cảm xúc của mình là bị tổn thương, cảm xúc của mình là bị tổn thương, và cái đấy là cái thật. Do đó thì mình bị tổn thương thì đơn giản là mình cũng sẽ phải thể hiện cho người ta biết là mình bị tổn thương thôi. Nhưng mà ai làm em tổn thương? Bạn trai cũ. Không, người của em rất là tốt. Chỉ có là trong công việc. Chỉ trong công việc một chút thôi. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Nói chắc là nhiều người không tin nhưng mà em năm nay 26 tuổi và em có duy nhất một mối tình. Duy nhất một mối tình? Bao lâu? Hơn một năm. Hơn một năm. Rồi tình kéo dài hơn một năm. Rồi ai bỏ ai? Em chia tay với anh ấy và lý do cũng là về em. Và cũng là liên quan đến công việc của em luôn. Công việc của em không ổn và em cảm thấy là em mang rất là nhiều tiêu cực cho anh ấy. Nên là em kết thúc mối tình đấy. Và sau khi kết thúc mối tình đấy thì em quyết tâm là khi mà mình tìm một cái người yêu mới đó thì mình sẽ cố gắng làm sao để cân bằng, để không bị mang lại tiêu cực cho người kia. Thế chưa, chỉ có em bỏ người ta thôi, chúng ta không bỏ em đâu. Trời ơi. Một cô gái xinh thế này, năng động thế này, cô đó bản lĩnh lắm. Mình nghe lo. Em hay nghe tự tin lắm. Nghe tự tin lắm, đúng không? Em làm nhân sự em biết mà. Chứ cần nhìn thoáng qua nghe thôi. Chỉ có mau có những giọt nước mắt. Đàn ông đừng để những giọt nước mắt làm ảnh hưởng đến mình. Đôi khi khóc nhiều quá, bỏ bê công việc là cũng ảnh hưởng lắm á. Đúng không? Em thích nhìn phụ nữ khóc không? Dạ không, thì đối với em thì em chỉ thích làm cho phụ nữ cười thôi à. Và hạnh phúc thôi. Tại vì đích đến của cuộc sống mình là hạnh phúc thôi. Đó, yên tâm, nhà trai sẽ làm cho phụ nữ cười. Vậy nào giờ làm mấy người cười rồi? Em trải trải qua hai mối tình à. Mối tình gần nhất là em đã kết thúc vào là 2 năm trước à. Là chuyện tình kéo dài 4 năm. Thì hơn 4 năm à. Thì đã gần tới hôn nhân rồi nhưng mà nó là nhiều vấn đề trước hôn nhân xảy ra quá, thành ra là hai bạn không đến được với nhau. Vấn đề gì nè? Kể sơ sơ ra cho chị Lan nghe để mình rút kinh nghiệm. Một phần là tâm lý của bạn nữ chưa sẵn sàng nữa. Với cái thứ hai là đa số là dựa vào kinh tế nữa. Thì mà giữa hai bên thì mình giữa cuộc sống của hai người vẫn hài hòa được, nhưng mà chưa chuẩn bị sẵn đầy đủ tinh thần sẵn để bắt đầu cuộc hôn nhân á, thì thành ra cũng đổ vỡ. Thì bạn nữ đó cũng bằng tuổi bạn Nhung bên đây luôn à, cũng sinh năm 96 luôn. Dạ. Thì mong là lần này em có cơ hội được
gặp bạn Nhung thì mình sẽ có một cuộc tình mới. Thì em cũng có một câu là cũng hay đùa á, là khi đi vội vã mà khi về ung dung, thì lần này em cũng mong là mình ung dung đi về với hai người ạ. Chứ đi một mình buồn lắm. Em sẵn sàng lau khô nước mắt của Hồng Nhung chưa? Dạ, thì em chắc không dùng khăn giấy đâu, em lấy tay thôi cho nó chân thật hơn. Nhớ rửa tay trước khi lau nước mắt bằng tay nha. Đừng lấy tay, nó cũng hơi không được lãng mạn lắm. Mình hôn lên đôi mắt. Đúng, đúng rồi, mình dùng cái làn môi sức hút của mình á. Hung khô giọt nước mắt hút sặc sặc á, không sặc đâu. Em có biết, em lúc đó mới cảm nhận được giọt nước mắt đau khổ của người phụ nữ mà dùng cái môi mình hung khô giọt nước mắt, bảo đảm bạn gái em sẽ hạnh phúc liền. Dạ. À, kinh nghiệm của anh là vậy đó. Dạ. Nha. Dạ được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Rồi thôi giờ quên cái mối tình cũ đi. Đúng rồi, bây giờ mình nói tới chuyện mới đi. Mới. Bây giờ mình muốn có một người yêu như thế nào nè? Thì em nghĩ là bạn nữ bên mình chắc cao trên 1m60. Đúng rồi. Năng động. Thì dáng người thì tầm khoảng 47kg, 47 cân. Ừ. Thì bạn đó lanh lẹ quá, thì em nghĩ là cũng khá mạnh mẽ. Nhưng mà mạnh mẽ đối với người ngoài thôi, chứ những người mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong họ yếu lòng đó, lắm. Tại vì, khóc đó. Tại vì em thì cũng giống giống như bạn đó thôi, cũng không khác. Khóc hả? Dạ không, không có khóc. Nhưng mà khóc một mình thôi. Ví dụ như đã buồn quá vô toilet đóng cửa khóc. Chứ không khóc có... cái chỗ gì mà không có thơm tho vậy trơn trời. Chứ giờ khóc chỗ khác người ta thấy. Ta khóc, ta giấu mình trong toilet. Ta đi vô phòng, ta đóng cửa người ta khóc. Những giọt nước mắt trong toilet. Ờ, nó nhiều nước quá, trong đó nhiều loại nước quá. Còn thì mình... Nó nghe nè, bộ em thích một cái dáng người phụ nữ mỏng mỏng hay sao mà em đoán mình đó 47kg? Dạ không, thì em nghe giọng nói thì nói rất là nhanh. Nói chung là có sức sống, có năng lượng lắm. Thì mình nghĩ là cũng có... Nói nhanh mà nó ốm đó. Body cũng khá là to to tí à. Chị cũng nói nhanh lắm mà sao chị dày quá vậy ta? Trời ơi, chị từ từ, chị mỏng cơm chị. Không, rồi. Chị từ mỏng lên dày đó. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, em thì chỉ cần đồng cảm trong cuộc sống thôi. Đồng cảm ha. Nói chung là mình muốn, mình khó khăn cái gì hay là mình muốn cái gì mình phải nói ra. Rồi. Chứ mình im lặng, nhiều khi mình còn chưa hiểu mình nữa mà. Được. Mình cứ mong là anh ơi, anh phải hiểu em. Em ơi, em phải vậy 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 vậy. Chính thì... ra bạn này rất là tinh tế nha. Đúng rồi, bạn làm nhân là sự mà tế. Em có hay đồng nghe cảm. Nghe giọng thôi mà đoán được hình đó. Em có hay đồng cảm với cảm xúc người khác. Đấy là cái sở thích của em. Sở thích của em. Vâng. Hả? Em có thích thú khi một người đàn ông dùng làn môi của mình để lau khô giọt nước mắt cho em không? Trời ơi, dùng làn môi của mình để lau khô giọt nước mắt cho em. Ừ. Nghe nó hơi 18 cộng ta. Nhưng mà nói chung là chắc chắn là thích rồi, nhưng mà em cũng hy vọng là người bạn trai đó thì, vì anh đó vừa nói với em là kiểu anh ấy thích cái sự đồng cảm, thì hy vọng là ví dụ mà em làm em hơi tiêu cực một chút thì cũng mong là cái sự đồng cảm nó sẽ cao hơn một chút. Tại vì lúc em tiêu cực là nó cũng tiêu cực lắm thôi nha, nó cũng không mạnh mẽ như này đâu nha. Bên kia là làm nhân sự không có lo. Bây giờ em có một mẫu hình lý tưởng nào nó có giống bên kia không? Ừ. Em thích con trai chững chạc trưởng thành. Có. Công việc ổn thì bên kia là được rồi đó. Được. Và đặc biệt là em thích bạn trai em hiền, cái này bắt buộc phải có. Em không bao giờ thích bạn trai không hiền đâu. Em thích bạn trai hiền. Hiền. Bên kia nói với mặt hiền khô à. Vâng, bên đây làm nhân sự thì cũng dễ thông cảm với người khác lắm. Thông cảm nó hay tính cho thêm ngày làm việc á. Ai đi trễ mà lấy dấu vân tay không có lấy, nó tự lấy. Lấy vân tay của nó luôn. Đúng rồi. Giờ em thích mỏng cơm hay dày cơm? Thế nào cũng được. 6 múi hay 1 múi ạ? Béo hay gầy em không quan trọng đâu. Thì bạn ấy hỏi 6 múi hay 1 múi kìa. Thế nào cũng được, em cũng không quan trọng luôn. 6 múi là 6 múi dồn về 1-1, nhưng mà dồn về 1 thì em cũng không quan trọng luôn. Thì chứ quan trọng là cái gì? Tâm hồn và tính cách. Tâm hồn. Tính cách đấy. Thì là phải bắt buộc là phải hiền. Vậy thì hỏi người thân coi. Ừ. Hỏi coi. Ha, em gái đi ra vậy. Em đi một mình ạ. Một mình rồi. Để có chị Ngọc Lan, để chị Ngọc Lan lo. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em ạ. Rồi, bạn của em. Rồi mời đại diện nhà trai. Chào nhà trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Ở bên bạn trai là một người đàn ông của gia đình luôn, rất là có hiếu, sống tốt tình cảm, rất là hiền. Em thì em thấy bạn gái là đúng là gu mà bạn trai em đang lựa chọn luôn. Đúng gu luôn đấy. Dạ. Đúng chưa? Đúng gu vấn đề. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ mình mở rào đúng. Coi, đúng gu như và bạn thân của gia nói không nha? Mở rào ra cái hết hồn liền. 2, 3. Mở rào! Bắt đầu đi tịnh gia. Dạ. Em cứ đi, em cứ để đi đó. Chuyện của mình đó. Dạ trai lắm á.
Mình có bó hoa tặng bạn à. Còn bó hoa mình này mình tặng cho bạn cũng có ý nghĩa là phụ nữ luôn đẹp tồn tại mãi theo thời gian à, cho dù năm tháng có pha tàn phai đi. Đây là hoa hồng đúng không ạ? Dạ vâng. Và tên em là Hồng Nhung. Vâng. Nên là em rất cảm ơn hôm qua rất là phù hợp. Vâng, cảm ơn. À mình còn một món quà nữa. Vâng, đợi mình tí. Đúng rồi, đẹp. Coi vợ quần áo chỉnh tề chút xíu. Vâng, này nó hơi nặng nè. Vâng, có gì giúp bạn mở ra nha. Vâng, rồi. Cảm ơn. Gì mà nặng quá vậy? Em cũng có một phần quà tặng anh. Rất là mong anh sẽ thích phần quà này. Em biết là nó rất là hợp với anh luôn đó. Vâng, cảm ơn anh. Em xin phép mở trước à. Mở đi em. Đó. Dạ vâng. Hay đó, món quà. Dạ vâng, đây là cuốn sách Đắc Nhân Tâm à. Cuốn sách này đã bán rất là chạy ở trên thị trường à. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Quà của nhà trai. Cái này nó rất phù hợp với em luôn mọi người ạ, rất là phù hợp với em. Trời ơi, anh tặng rất là đúng luôn á. Mọi người do mình sinh năm 95 là tuổi Ất Hợi, thì mình tặng một chú heo này, thì mặt mình lúc nào cũng tươi cười giống như chú heo này hết á, thì bạn cứ buồn thì bạn cứ nhìn vô chú heo này là chỉ nhớ tới mình. Thì sau này á thì mình cùng đồng lòng cùng tiến tới cùng với nhau, thì mình bạn cứ bỏ heo vô cũng như bạn bỏ vô mình vậy. Bà mối tôi cực như là bạn mới vào Sài Gòn đúng không ạ? Vâng. Bạn có dự tính là ở lại đây lâu dài không? Em cực khổ. Bạn có thích đi du lịch không ạ? Em có. Mình thì cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà bình thường là đi du lịch. Em có thích làm dâu không hay là em thích ở riêng? Tự nhiên từ du lịch qua làm dâu. Anh hỏi từ thích đúng không? Anh hỏi từ thích chứ anh không hỏi là từ anh hỏi từ thích, thì em sẽ trả lời là em thích ở riêng hơn. Vâng. Đó, thì anh cũng thích ở riêng hơn, có không gian riêng tư của hai người. Thì bên gia đình anh á thì nó cũng đơn giản lắm, không nhất thiết là phải làm dâu đâu. Nói chung là mình sống hiếu thảo thì lúc thì mình ở bên nhà trai hay lúc bên nhà gái gì cũng được. Thì nếu mà em ở ngoài Hà Nội á thì không sao hết, thì mùng 1, mùng 2 thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mùng 3, mùng 4 thì mình có thể bay ra Hà Nội vẫn được. Thì quan trọng là của cả hai mình sắp xếp thôi, không có vấn đề gì hết. Thì nếu mà lâu dài thì em tính khoảng bao lâu nó tiến tới hôn nhân? Thường là trong một mối quan hệ thì em cũng không có cái khoảng thời gian là sẽ bao giờ là tiến tới hôn nhân đâu, mà em chỉ cảm thấy là hợp và đủ thôi. Đó. Tại vì anh thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước mình kết hôn rồi, nhưng mà do chuyện tình em trước biết đó, cái chuyện chị đó đúng không? Thì đó, thì chuyện đó thì nó cũng qua rồi, nên thì mình là hiện tại anh là người đàn ông, là nói chung là giặt giũ hay tất cả mọi thứ công việc trong gia đình thì mình tự lập làm được hết, không nhất thiết là phải nhờ tới ai hết. Nhưng mà kiểu sau cái chuyện đó thì anh có bị kiểu tổn thương hoặc là có bị cái gì kiểu đối với người mới, anh có bị ảnh hưởng hay là gì không ạ? Không, thì đối với anh thì khái niệm của anh là cánh cửa này đã đóng lại rồi thì sẽ đóng sầm luôn, không bao giờ mình nhìn lại cánh cửa đó cả. Thì mình bước tới tất cả mọi chuyện quá khứ hay không gì đó anh thường là gạt bỏ qua một bên hết, anh không bao giờ nhìn lại quá khứ hết. Nếu có nhìn lại thì chỉ nhìn tầm 1-2 giây mình tưởng tượng tới thôi, giờ mình gạt bỏ hẳn luôn. Tức là anh đang muốn tìm một người bạn gái để tiến tới hôn nhân đúng không ạ? Không, hiện tại là anh không nhất thiết là phải vội quá, mình cứ tìm hiểu, thời gian sẽ trả lời hết tất cả. Mình hứa một điều với bạn là mình là một người đàn ông không bạo lực với gia đình, đây là một vấn đề chắc chắn. Tại vì gia đình mình không có truyền thống dùng vũ lực đối với phụ nữ, và mình luôn tôn trọng phụ nữ và phải đẹp. Vậy giờ mỗi lần gây lộn ai nhường nè? Dạ. Giờ mỗi lần gây lộn ai nhường ai làm lành nè? Thật sự thì gây lộn thì em rất là người không thích cãi nhau lắm. Nói chung là lady first à. Em mà có cãi với bên đó cãi cũng lời đâu Gia ơi. Dạ. Bên đây là vừa cãi vừa like TikTok. Dạ. Like em lên cãi nhau. Vừa cãi vừa like luôn đó. Các bạn hãy nói về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Về quan điểm về kinh tế gia đình rồi con cái trong gia đình thế nào? Mỗi người một ý. Thì em thích con trai hay con gái à? Em thích đầu tiên là con trai, sau đó khoảng 4-5 năm sẽ là con gái. Tại vì em rất thích là thích hình ảnh một kiểu chàng trai kiểu lớn hẳn ấy, sau đó sẽ bảo vệ em gái bé nhỏ của mình, thì em thích hình ảnh như vậy. Với cả em thích là không biết sao nhưng mà em hay bị hấp dẫn bởi những chàng trai mà kiểu kiếm nhiều tiền hơn em ấy. Thì em thích là nếu như trong gia đình ấy thì chàng trai sẽ là người trụ cột về kinh tế, còn em thì sẽ là người điều khiển cảm xúc của người trụ cột về kinh tế. Thì em thích như vậy. Nhưng mà em vẫn sẽ phải đi làm, em vẫn sẽ đi làm chứ không ở nhà đâu. Đó.
không, em không thích nội trợ đâu, không thích là 100% nội trợ đâu, em vẫn thích là vẫn phải đi làm để có công việc và có các mối quan hệ của mình. Phụ nữ bây giờ thì mình là sống thực tế là mình có làm ở ngoài xã hội nữa, không nhất thiết là phải vô bếp nấu bếp núc hay là nội trợ gì hết, nhưng vẫn về cái khoản đề mà nấu ăn hay gì đó thì anh có thể tự tin anh làm được, có thể không giỏi nhưng mà đủ để ăn. Hãy nói cho bạn gái quan điểm về con cái của mình thế nào đi. Thì đối với anh á thì con cái thì nam hay con trai hay con gái gì cũng được, tất cả đều là con của mình, nhưng mà khi mà mình đã có con rồi thì mình phải trách nhiệm hơn, thì có thể là mình phải chu toàn hơn. Trước khi mà mình có con thì mình phải sẵn sàng tinh thần, tại vì mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để bắt đầu mình đã đón nhận một thành viên mới trong gia đình. Tiền bạc trong nhà ai giữ? Dạ tiền bạc thì theo em thì mình là bạn nữ à, mọi người em thẻ, vẫn thích tiền này để xài á, đúng không, mọi người em vẫn thích kiểu đấy á. Vâng, nhưng mà mình phải có một cái quỹ chung. Ví dụ như bây giờ mỗi cá thể mình mỗi tháng mình có thể làm là lương 10 triệu đi, thì mình phải dít ra tầm 30% số tiền đó là vô một cái quỹ chung đó, còn 70% đó còn lại thì mình chi tiêu tất cả các hoạt động sinh hoạt của mình. Vâng. Ví dụ như 30% đó là quỹ chung, sau này bắt đầu mình khó khăn hay gì đó mình lấy cái quỹ đó ra mình sử dụng. Còn ví dụ như mà sau này mình phát triển hơn nữa thì mình bỏ thêm 10%, 20% vô nữa thì bắt đầu để mình tiêu dùng cho các vấn đề khác. Tôi thích nhà trai của tôi đó nha. Chính xác, tôi cũng thích rồi đó. Nhà trai tôi rất là sâu sắc luôn á. Có kế hoạch. Có kế hoạch, gọi là có chiều sâu nữa. Nhà gái tôi cũng thích rất là lanh lợi, cũng suy nghĩ cho nhà trai nhiều. Nhưng mà cái chuyện mà em thích tiền ai nấy xài đó, tôi thấy nó vẫn còn có cái gì nó hơi trẻ con. Thật ra là vậy nè, do tính chất công việc của hai bạn nó khác nhau. Bạn này làm cái môi trường tự do, từ nào giờ cũng không có cái tính chất gọi là quán xuyến, cũng không có cái tính chất là phải phát lương cho ai. Còn bên đây thì tính chất công việc á lại là phải quán xuyến hết được mọi người, rồi chấm công cho mọi người, cho nên là nó đã ngấm vô trong máu rồi. Không, mà tôi cũng thích cái câu là tiền ai nấy xài. Nhưng mà thật ra thì khi mà em đã suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân thì em nên phải có một cái suy nghĩ là nó có cái sự chung nữa. Vậy của là cả em hai thiệt em. Rồi bây giờ nè, những cái chuyện đó mình trao đổi với mọi người nghĩ này, rồi em gái đứng lên đây nào, bây giờ chúng ta giao lưu chút xíu cảm xúc nào. Đó, hai người nhìn thẳng mắt nhau, nãy mình nói cơm áo gạo tiền rồi, giờ đến chuyện tình cảm nè. Đó, nắm bàn tay bạn gái, bây giờ nói chuyện với bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái, mình cảm nhận người đối diện như thế nào, nói đi em trai. Mình thật lòng là đang hơi run trước vẻ đẹp của bạn. Mình thì không có gọi là tài giỏi gì cả, nhưng mà mình sẽ có một cuộc sống bình thường. Khi bạn đến với thế giới của mình thì mình sẽ luôn mang lại những tiếng cười cho bạn. Thì bạn luôn tiêu cực đúng không? Bạn yên tâm đi, mình luôn có một nguồn năng lượng tích cực ở đây. Tạo tiếng cười là niềm vui của mình. Mình sẽ làm khô giọng. Cảm xúc của bạn gái đối với bạn trai nãy giờ như thế nào? Em thì vẫn đang thấy rất là nhiều thứ linh tinh trong đầu, không biết nói như nào. Mình cứ đơn giản hóa thôi. Tất cả mọi thứ nó cứ đơn giản lại thôi, không cần phải sâu xa quá. Sâu xa thì sau này cứ để mình tính sau. Nhưng mà tất cả những thứ mà khó khăn nhất là thứ đơn giản nhất, chứ không thể nào là những thứ khó khăn đâu. Bạn rơi rỡ được rồi đó. Tất cả những cảm xúc mời bạn gái này đây. Bạn đang giữ trong lòng của mình, bạn suy nghĩ điều gì, bạn có thể không nói ra được, nhưng bạn hãy thể hiện bằng cái nút bấm đó. Chúng ta để tay vào nút bấm với các bạn. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Nãy giờ chúng ta có thể vui một chút, đùa một chút, nhưng đã đến lúc mình lắng lòng mình lại để suy nghĩ về đối phương, xem đây có đúng là người cùng nắm tay chúng ta đi vượt qua mọi thứ khó khăn trong cuộc sống hay không. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà có thể ghép chung với mình được hay không. Hãy đưa ra quyết định chính xác bằng nhịp đập trái tim các bạn nhé. Để tao vào nút bấm nào. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. Hít suy nghĩ thì bấm. Cho kỹ. Nếu không đúng, chúng ta không cần bấm, không làm mất thời gian của nhau. Hãy để cơ hội đó cho người khác nếu chúng ta không thích. Nào. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao vậy bạn gái? Cái này là... Nào. Ôi, cứ thoải mái lên nào. Dạ. Cứ nói đi. Xin lỗi. Vâng, không sao hết. Em chia sẻ một chút là về tính cách của anh. Thật sự là tính cách của anh thì rất là hợp với em. Em rất là thích những người có cái tâm hồn như vậy. Nhưng mà một người mà khi em chọn người yêu thì ngoài trừ cái việc là có những cái tính cách gọi là như vậy đó, thì em cũng mong muốn là mình phải có cái cảm xúc kiểu như là
cảm xúc là mình phải cảm giác kiểu mình thật sự rung động á. Anh thì ngoại hình rất là đẹp nha, ngoại hình rất là đẹp trai, rất là ấy nha. Cảm ơn. Nhưng mà đôi khi là cái sự rung động cảm xúc thì em nghĩ là mình phải chân thành đó. Thì em nghĩ là mặc dù là em chưa có thể có cơ hội được đồng hành anh trong chương trình này, nhưng mà với những cái gì mà anh chia sẻ và cả bạn của anh nữa, em luôn tin anh là một người rất là tốt, và em rất là muốn sau chương trình thì có thể chúng ta có thể kết bạn với nhau và có thể là trở thành một người bạn. À vâng, trở thành một người bạn và một người anh trai. Thì đó là em nói thật đó. Thì em rất là mong muốn được như vậy. Vâng, cảm ơn nhiều ạ. Không sao cả. Dạ. Chúng ta được sống đúng với cảm xúc của mình. Dạ. Rồi trân trọng những điều đó. Nhưng mà anh có chia sẻ với em gái, để tìm một người như thế này thì cũng khó đó ha. Đúng rồi. Cũng rất khó. Anh ấy rất là thật tình, rất là gọi là đủ bản lĩnh để có thể bảo vệ một người phụ nữ luôn. Nhưng anh không trách được, em cũng chính xác, bởi vì chúng ta không rung động. Yeah. Chúng ta không dành cái nhịp đập từ trái tim của mình cho người khác. Chỉ có sự rung động chúng ta mới kết hợp với nhau được thôi. Ha? Nhưng mà biết đâu trong khoảng thời gian sắp tới hai bạn có những buổi cà phê với nhau, hai bạn hiểu nhau hơn, thì lúc đó tình cảm nó mới nảy sinh thì sao? Thôi. Bởi vì một thân một mình ở Sài Gòn thì chị cũng không biết là em có nhiều bạn hay không. Nhưng nếu như em có một người đàn ông như thế này ở bên cạnh thì đó là một điều quá tuyệt vời. Chính xác là như vậy luôn đấy. Một người bạn tốt đấy, một người yêu cũng tốt. Anh nghĩ rằng chúng ta cần, nếu như ta gặp cơ hội đó, chúng ta cần mở lòng mình nhiều hơn nữa. Những cô gái thân yêu, đôi khi một chút, chỉ cần một chút rung động thôi, chúng ta có thể mở lòng ra để rung động nhiều hơn. Rồi, đó thì chúng tôi đã cố gắng kết, nhưng nó không thể nối với nhau được. Chúng ta sẽ gặp được những nửa mảnh ghép chúng ta ở đâu đó trong cuộc sống này. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Dạ vâng ạ. Mời em trai. Đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả quý vị khán giả trong phim trường hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đức, em sinh năm 1989. Em sinh ra ở Thanh Hóa, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Lâm Đồng. Làm gì Đức? Công việc của em là nhân viên vận hành. Vận hành là sao em? Là vận hành máy, công ty của em là chuyên về trái cây, về thực phẩm. À, máy làm ra những cái loại trái cây này kia, ép, sấy này kia đó hả? Rồi chạy cô đặc. À, tức là em là nhân viên kỹ thuật đó hả? Dạ vâng. Em ở Lâm Đồng với ai? Dạ em sinh sống ở cùng với ba mẹ em. À, ba mẹ Lâm Đồng luôn? Dạ. À, là ở Lâm Đồng như huyện nào? Ở Đức Trọng ạ. Đức Trọng là sát bên Đà Lạt luôn ha? Dạ, cách Đà Lạt 30 cây. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào hai MC và bạn trai bên kia. Dạ, em tên Tạ Thị Mừng, 35 tuổi, nghề nghiệp em là kế toán. À. Mình đang công tác ở đâu chị? Dạ, em làm ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp và xã hội lái xe Bình Thuận. Ở Bình Thuận? Dạ. Đó là, rồi mình sống ở Bình Thuận luôn? Dạ, đúng rồi. Nếu lấy vợ về là phải làm dâu đúng không? Dạ vâng, hiện tại thì làm dâu, còn nếu mà có điều kiện cho phép thì hai đứa có thể mua đất, mua nhà ở riêng. À, cũng được luôn. Cũng được, cũng ở gần bố mẹ thôi. À. Kiểu riêng thì có thời gian để qua lại. Rồi, vậy là khỏe chào rồi. Cho bố mẹ. Dạ. Mời nhà gái, dạ cho gái. Chúng tôi biết về ưu điểm, khuyết điểm đi. Đúng rồi. Ưu điểm em là vui vẻ, hòa đồng, thích nấu ăn. Thích nấu ăn. Khuyết điểm là ngại trước đám đông và nhút nhát. Có lâu lâu cũng hơi khó tính chút. Cũng được. Khó thường xuyên mới mệt. Lâu lâu là một ngày mấy lần. Lâu lâu là một ngày mấy lần. Đúng. Dạ okay. Tùy tâm trạng. Thôi em trai. Em có điểm mạnh là tính tình thẳng thắn, trung thực. Em thích giúp đỡ mọi người và có trách nhiệm với người mình thương yêu, hay làm việc nhà và cũng hay nấu ăn. Em có những cái điểm yếu của em là em ngủ của em là hay ngủ nướng, hay đi làm trễ. Ừ, cái này là phải rút kinh nghiệm, bởi vì và làm trễ hoài mà công ty họ complain nhiều cũng mệt lắm ha. Cái đó thì khắc phục được. Khắc phục được đúng không? Em có hút thuốc. Hút nhiều không? Cũng ít rồi ạ. Ừ, hình như ít ai muốn chồng người yêu mình hút thuốc lắm. Đúng rồi. À, nếu bỏ được thì càng tốt ha, thay đổi được đúng không? Được. Dạ, nhiều khi mình hút mình sướng mình, nhưng người kế bên người ta không có sướng. Dạ. Vậy thôi. Em cũng biết điều đó. Ừ. Rồi bây giờ được tình duyên sao nè cô gái? Dạ em trải qua một mối tình ạ. Lâu chưa cô gái? Dạ 3 năm ạ. 3 năm hả? Mình chia tay lâu chưa? Cũng 2 năm ạ. Chia tay 2 năm. Dạ. Ủa vậy tính ra là cô gái này yêu trễ ghê á trời. Đúng không? 35 dạ. Tuổi yêu nhau 3 năm, chia tay 2 năm, tức là 30 tuổi mới có bồ hả? Ừ. Em mới yêu à, không yêu trẻ, không yêu sớm.
Trời ơi. Mới yêu. Nhưng mà anh thấy bên kia 88 đúng không? Dạ. Mình đây 89 đó. Là rồng rắn. Rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Hợp lý. Ừ, hợp lý quá. Chào nhà trai. Dạ. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi, kể cho chị Lan nghe coi. Em chính thức thì có 2 mối tình sâu sắc. Gần đây nhất là bọn em chia tay được 2 năm. Nói chung là cô bé thì làm cùng công ty của em. Cũng tán tỉnh nhau rồi qua lại tìm hiểu nhau thì em lại không biết bên cô ấy là có theo đạo. À. Cho nên là vướng mắc của bọn em là vấn đề cái tôn giáo. Tôn giáo thôi. Ừ. Thôi, chuyện đó qua rồi. Nói về tương lai đi. Tương lai. Bây giờ là em không có đạo đúng không? Dạ. Để anh hỏi bên đây. Sao hỏi trước luôn cho. Đúng, hỏi trước cho chắc ăn. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cười cười rất là tươi. Sao em? Dạ. Em có đạo không? Dạ không. Rồi xong. Đó. Hợp lý rồi. Bây giờ mình hỏi về tương lai nè. Rồi bây giờ nè chị Lan hỏi nè. Em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Là có tính tình cũng thẳng thắn. Có cái ý chí cầu tiến. Cái ngoại hình thì da trắng. Rồi chiều cao tầm 1m6 được. Bên đó là dư xăng. Tức tiêu chí đưa ra thấy có hết đó. Nãy giờ tiêu chí anh kia đưa ra em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70. Hơn chứ. Hơn chứ. Theo anh thấy là hơn đó. Khiêm tốn vậy thôi. Khiêm tốn. Rồi ngược lại một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em xíu. Cao nhiều luôn. Bây giờ cao nhiều được không? Dạ cũng được ạ. Dạ cũng được ạ. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Còn gì khó hơn nữa không em? Biết quan tâm gia đình. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với hai chị đồng nghiệp và em gái em ạ. Rồi. Mời chào nhà gái. Là đồng nghiệp của bạn cùng phòng làm. Thì em thấy bạn trai bên đây là cũng được. Đúng với lại 80% tiêu chí của bạn gái. À. Cho nên nếu bạn mừng ở nhà thì rất là chăm chỉ chịu khó. Đồng nghiệp rất là yêu quý. Nếu mà hai bạn cho nhau cơ hội á, mình thấy là rất là tốt ạ. Cảm ơn em. Nhà trai đi với ai Tuấn? Dạ em đi với dì em ạ. Rồi. Mời dì. Em xin chào hai MC. Em xin chào nhà gái. Chào bạn gái. Dạ. Cháu thì là ít nói mà rất là sống thật thà. Bạn ấy ít nói nên là tới giờ vẫn chưa có người yêu. Còn bên nhà gái thì dì thấy bạn gái bên này cũng được. Tính tình thì cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi các bạn mà hai cháu mà muốn đi tới với nhau thì cho nhau một cơ hội. À, cảm dạ cảm ơn dì. Chờ quan trọng hai bạn trẻ thôi. Đúng bây rồi. Giờ mình mở rào để hai mở bạn gặp mặt đi. Rồi cái gì tới nó tới đúng ha. Rồi mở rào chuẩn bị nha Đức, tinh thần thoải mái luôn. Chúng ta hãy chờ đợi sẵn, tình yêu đang đến nhẹ nhàng bước tới. Bên đây là Đức, bên kia là mừng ha. Mừng Đức đến. Chào em, gặp em anh có bó hoa tặng em, chúc em luôn xinh đẹp như bó hoa này. Dạ vâng. Em có cuốn sách tặng anh. À, anh cảm ơn. Sách gì vậy? Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Ý nghĩa ha? Ý nghĩa. Rồi, bây giờ mình đối diện với nhau nói chuyện đi. Anh muốn nghe cái cảm xúc của em về anh. Em thấy anh cũng dễ nhìn. Em cũng xinh. Và anh có nghe em nói về những cái điểm mạnh thì cũng phù hợp với cái anh đang cần tìm. Dạ. Ở như Bình Thuận là em ở thành phố luôn hay ở chỗ nào nhỉ? Dạ, ở thành phố luôn ạ. Anh thì cũng có một số bạn đó, cũng thỉnh thoảng xuống đó chơi. Nếu mà chúng ta mà cho nhau cơ hội á, thì anh xuống đó thì em có thể dẫn anh đi ngắm biển được nhé. Trời, mới hẹn hò mà tắm biển chắc đã lắm ta. Đi ngắm anh. Hả? Đi ngắm thôi. Em dẫn anh đi ngắm em luôn chứ đừng có ngắm biển. Ngắm cả hai luôn nhé. Bây giờ mình tuần mình hẹn hò được bao nhiêu lần mình thử giờ đưa ra cái hoạch đi. Khoảng cách như thế thì theo em thì nên một tháng chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần thì nó thích hợp. Công việc em cũng bận, em làm hầu như là cả tuần. Là làm cả tuần luôn, dạ, đúng chủ nhật không nghỉ. Dạ không, tùy theo xếp lịch đó. Trong một tháng hoặc một tuần đó em được nghỉ ngày nào hạn thì em có thể báo cho anh để anh có thể xuống thăm mình gần gũi. Dạ. Để trao đổi nói chuyện nhau nhiều hơn. Quan điểm của em về hôn nhân như thế nào nói cho bạn trai biết đi. Là vợ chồng phải biết chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, nhường nhịn nhau.
nếu có cái gì không hiểu thì mình có thể ngồi lại nhau nói chuyện, không được im im, như là bực cái gì thì nói ra. Quan điểm của em là cũng nó trùng với cái điều anh cũng muốn nói. Giờ gì ai giữ tiền nè? Tiền thì tất nhiên là vợ giữ. Vợ giữ đúng không? Dạ, con mình cũng phải giữ một xíu để mặc vào làm cái gì làm kìa. Giữ xíu là nhiêu? Thì 1/3 hoặc là 1/4 gì đó thôi. Thôi đừng giữ, giữ tiền mệt lắm. Anh có thể nói cụ thể đúng không ạ? Đó, đúng rồi đó. Lương 20 triệu một tháng nè, giao vợ nhiêu? Giao vợ 18 triệu. Giữ chỉ tới 2 triệu dữ vậy? Thì còn xăng xe, còn cà phê, còn giao lưu bạn bè. Đừng nào xe hết xăng, vợ tự biết. Quá nhưng mà Lan. Chứ còn gì nữa. 20 triệu thì đường phải có tiền túi với tự tin. Chứ có 2 triệu mà la. Nghe tôi tiền mặt gan. Có tiền túi không? Nghe tôi tiền mặt gan. Có tiền túi không? Không. À, thấy xài hết rồi. Xài hết rồi. Đây là người đàn ông làm bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ bấy nhiêu. Không bao giờ giữ tiền trong túi. Mỗi lần muốn ăn cái gì là tụi nhỏ đưa tiền không. Rồi bà đi khuyên người ta. Mượn, mình có mượn thì vợ mới có trả. Mượn dư luôn á. Kinh nghiệm của anh là mượn dư. Thí dụ nó là bữa nay Lan cho chú mượn 2 triệu. Mà thiệt ra xài có 1 triệu hả? Không, xài có 500 thôi. Cái mày mốt vợ chuyển trả cho Lan 2 triệu. Cái mình dư 1 triệu rưỡi. Chị, trời, thương em. Thế này, chết, mai mốt tôi không có mượn ai được nữa rồi. Vợ tương lai là kế toán. Thế là mình cũng lo. Không lẽ vợ chồng đưa, vợ không đưa lại nó cũng kỳ đúng không? Chắc chắn sẽ đưa lại nhưng mà quản lý nó tốt. Chứ đưa đàn ông mình có nhiêu xài hết nhiêu à. Mấy bà vợ cũng đừng có quá lắm. Có nhiêu chồng về giữ hết nhiêu rồi cái mỗi lần cái gì phải xin. Không có được. Coi cái bóp người ta mà thiếu á là phải bổ sung vô liền. Tự động nhét vô, cái đó đúng là chuyện rồi. Tự động ta làm. Ta tinh tế mấy cái chuyện đó tinh lắm. Tinh tế gì? Lo. Tôi thấy bóp không, không ai bỏ vô trơn luôn. Bây giờ nè, em bước tới rồi đi. Đấy, bước tới đi. Yeah. Ừ, đó, nắm chặt vô. Đây là cái giây phút hết sức là quan trọng để chúng ta trao nhau những cái cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn gần nhất có thể. Bây giờ cảm giác mỗi bên sao nè? Ấm áp. Đó, nói với em á, nói với em đó. À, anh cảm thấy ấm áp. Còn em thấy anh lạnh. Thì người ấm người lạnh. Tại anh xứ lạnh lên xứ nóng thì người nó chưa có nè ấm được. Chúng nhìn em anh cũng cảm thấy có một chút rung động. Nếu mà em bấm nút thì để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn thì càng tốt. Dạ. Rồi, cô gái em thấy nhà trai tôi làm sao? Đẹp trai không? Dễ nhìn. Dạ cũng ok ạ. Đưa tiền vậy hợp ý em chưa? Dạ hơi nhiều. Đúng. Câu đó hay. Hơi nhiều đó. Thì không xài hết thì tháng sau khỏi xin. Ủa giữ lại hơi nhiều hay đưa hơi nhiều? Giữ lại hơi nhiều, ý người ta hả? Vậy dạ, giữ lại hơi nhiều ạ. Trời đất ơi. Trời ơi, tâm lý phụ nữ người ta hiểu quá mà. Trời ơi. Thiệt là tình, Lan là nó hướng dẫn sao mà. Nghe rồi. Câu chuyện nó tiền bạc quá. Bây giờ nè, có bài hát nào hát tặng em gái đi Đức? Một đoạn hát trong cái bài hát bản tình ca đầu tiên. Vì nếu em cần một bờ vai em. Vậy nó có lạ đó. Mình cầm đi tay. Không có cầm tay cũng bình thường rồi. Em vừa hết đất vừa hát. Em vừa hết đất vừa hát. Khó quá, anh làm thì khó quá. Để chứng minh để mình khỏe. Không có cách nào dễ đây. Nè mấy món mà đưa vợ đi đẻ là ẩm, ẩm vợ không đó. Mình phải chứng minh cái sức lực của mình cho nhà gái biết. Đếm anh. Rồi, 2, 3, vừa hát nào. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc do nước mắt chưa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Thôi, được rồi. Đừng có sợ quá, hơi khó thảo hả? Dạ. Trời ơi. Hay quá trời. Sao hay? Ờ. Đừng có giỡn à. Tôi tin tưởng rồi nên mỗi tháng cho 5 triệu.
Nãy giờ những gì chúng ta trao đổi với nhau nó ngắn thôi, nhưng một phần nào đó nó cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu được về đối phương có tính cách như thế nào, suy nghĩ về tương lai ra sao. Thì bây giờ chính là những giây phút mà các bạn lắng lòng mình lại để suy nghĩ xem đối phương có phù hợp với mình hay không. Bàn tay lúc nãy chúng ta nắm nó có phải là cái hơi ấm mà chúng ta đang đi tìm hay không. Nếu như đúng thì chúng ta bấm nút, còn nếu như không thì chúng ta không bấm nút và nhường nút bấm đó cho người khác. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Rồi giữ lấy mối quan hệ này, chăm sóc nó, rồi nó lớn lên, nó thăng hoa lên, rồi đến ngày nào đó nó sẽ có một kết quả là đăng ký kết hôn. Chúc các bạn hạnh phúc nha.